căn nhà giá rẻ miền Tây anh chị ơi, với ngang diện tích đó là 9m6 nha, chiều sâu á là 18m5, còn bên tay trái mình chiều sâu là 18m, phía sau anh chị nở hậu ra là 9m7, phong thủy rất là đẹp nha. Trên tổng tích là 174m2, nằm hướng bắc nha, đất cây hàng năm khác, chưa có thổ cư. Thì ở đây lên thổ cư được bình thường, nhưng mà tại vì chủ rồi đó giờ xây ở dựng ở đây anh chị thì lâu năm rồi, chưa lên thổ cư nha. Địa chỉ cái căn nhà của mình cần mua là ấp Tân Phú 2, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Mình đi thẳng đường này là về ra quốc lộ 50 anh chị, chỉ có là 400m thôi, rất là gần. Còn đây về chợ nè, trung tâm Chợ Gạo nè, ủy ban trạm y tế chỉ có là 1 cây số đâu lại thôi. Một vị trí đây rất là đẹp luôn, con cái mình đưa đi học rất là gần đó chị. Còn đây về thành phố Mỹ Tho chị, ra quốc lộ 50 mình về trái tới quốc lộ về thành phố Mỹ Tho là 19 cây thôi, còn cách bến xe miền Tây ở Hồ Chí Minh là 60 km nha. Chỗ em đứng đây là kêu bằng đường tỉnh lộ 879B nha chị ha. Đây còn hướng ngược lại này đó, mình liên thông về Gò Công Đông về biển Tân Thành nè chị ha. Từ cái vị trí chỗ tỉnh lộ 879D này á, mình sẽ vô cái đường nhựa này ha. Đây, vô 50m thôi là tới vị trí căn nhà của mình cần mua rồi. Căn nhà mình nằm mặt tiền đường nhựa này luôn. Ở đây thì có quán ăn sân vườn đó chị, vườn mít đó chị ha, đặc sản vùng đồng quê luôn, bình dân, nó 100m thôi, rất là ngon chị, chỗ quán này rất là ngon. Đường này là cho xe là 5 tấn mình lưu thông nha, đường Tân Phú 2 nha anh chị. Quay rất là kỹ từng chi tiết luôn để cho cô chú và anh chị nắm rõ căn nhà để mình mua về đây mình ở anh chị ha. Rồi vô 50m là tới căn nhà mình anh chị. Giá thì rất là mềm thôi, chỉ có là 980 triệu thôi, sở hữu một căn nhà mặt tiền đường nhựa nha. Hiện tại thì căn nhà thì gia chủ đang ở luôn chị. Ở này thì mình thương lượng cái giá mình về công chứng trong ngày luôn nha. Hiện tại xài thì sổ đang nằm ở nhà. Đó. Giá này còn bớt nữa chị ha. Rồi, mình đã tới vị trí căn nhà rồi anh chị. Đây là căn nhà của mình đây. Ở bên tay trái nè chị ha. Đây là không gian rộng căn nhà. Gia chủ xây dựng là hết đất luôn nha anh chị. Phía sau đuôi đất căn nhà mình á thì có đất dư là khoảng là 2m5 ha. Đó thì chưa có nhập vô sổ. Tính ra thì 2m5 là khoảng là gần 20 mấy mét là anh chị. Đó, chưa nhập vô sổ nha. Giờ tính trong sổ mình là có 18m5 thôi. Đây là mặt tiền của mình anh chị, 9m6 anh chị ha. Ở bên tay phải mình đây có một view kinh đó. Rất là mát, rất là thoáng luôn. View kinh này thì nước ra vô liên tục luôn, nó không bị động nước một chỗ nên không có hôi, nên mình cũng rất yên tâm nha, rất là mát. Còn cái nhà mình nằm đất liền anh chị. Đây là ranh giới của mình anh chị. Đây, từ vị trí bên tay trái đó chị ha, qua bên tay phải mình là 96 Nhà cấp 4 kiểu miền Tây anh chị ha. Nhà thì cũng đơn giản thôi, thì gia đình mình cũng khó khăn anh chị ha, đơn giản à. Đây qua cái cổng này anh chị. Đây bên tay phải anh chị ha. Rồi để quay lại cái mặt tiền 96 một lần nữa mình xem ha. Dành cho những cô chú anh chị nào mà ít tiền ha, giá bình dân, về đây mình có một căn nhà về mình ở và an cư lập nghiệp anh chị ha. Ở phía trước đây thì có máy tiền chế đủ làm sẵn cho mình hết rồi. Đây, cái này cũng hơi thấp, về mình thiết kế cao hơn cho nó thoáng, nó mát anh chị ha. Trước sân đây thì chủ có dàn karaoke đây nè. Đây thì tối ca hát đây ha. Có thứ bảy chủ nhật có giống như là cuối tuần anh chị, có nhạc sống ở đây anh chị ha, cũng đơn giản ở miền quê thôi chứ không phải là cao cấp gì hết. Cái hàng rào thì rào lưới B40 cũng đơn giản thôi chị ha. Đây là cái nền sân mình đã đổ bê tông rồi nhưng mà chưa có ốp gạch anh chị ha. Còn đây là không gian căn nhà của mình đây, gia chủ ở trước nè và cột nhà đã ốp gạch lên tới trần luôn.
rất là thông thoáng anh chị. Đây là cái lối đi ra phía sau nhà đó, còn rất là rộng rãi luôn ha. Đây theo cái trụ bê tông này anh chị ha, nó dài ra phía sau, còn khoảng này có khoảng là 2,5 mét anh chị, đi ra phía sau nhà. Ở đây thì chủ lập to anh chị ha. Đây là cửa phòng khách đó, hai bên đều có cửa sổ rất là rộng, rất là thoáng luôn nha. Tinh tròn dạng đóng như là ton này, ton giống như đóng là phong nha chị, nhưng mà là ton nha chị ha, có một ton chứ không phải là bằng mút ton nha chị. Đây là hàng rào của mình anh chị. Đó, thẳng ở phía sau nha. Đó, bên hông mình còn đây còn khoảng nửa mét. Đây là cái lối đi ra phía sau nhà. Đó, kiểu miền Tây mình chị thôi, làm thiết kế nó cũng gọn thôi. Đó, kiểu nhà theo chữ L anh chị. Còn đây là cái không gian phòng khách của mình. Ở đây là không gian giải trí. Đó. Thực kế đó được là hai phòng ngủ, phía sau nhà tắm, nhà vệ sinh. Phòng ngủ thì cũng đơn giản anh chị, đây là cái cửa mà mình kéo anh chị ha, đơn giản thôi. Chỉ làm thôi, cho nó gọn. Đó. À, đây là giường thì chủ cũng xây lên đó, khoảng là 4 tấc anh chị ha, là cái giường. Mỗi phòng ngủ thì đều có không gian cửa sổ hết nha anh chị, rất là thông thoáng nha. Bên trong nè, tường thì trong nhà đây ốp cao là 1,8 anh chị ha. Đây thì phòng thứ hai thì dùng giường nủ đó, nệm anh chị ha, không có xây gạch. Còn kế bên tay trái mình đây là nhà tắm, nhà vệ sinh. À, cũng lót nền ốp gạch rất là sạch sẽ nhưng mà cũng đơn giản thôi. Đây thì có cái giường nè, cho ngay chỗ phòng khách nè. Đây là phòng giải trí đó, mình có tivi mình để đây ha, mình xem ha. Còn đây là chỗ nấu ăn của gia chủ ha, cũng đơn giản thôi. Ở phía sau chị cũng còn chỗ nấu ăn nữa chị ha, có hai chỗ nấu ăn lận. Đây là không gian phía sau. Đây là đất dư phía sau nè anh chị ha, khoảng là 2,5 mét 3 mét phía sau đây. Đó, sổ mình phải tới đây cái cột này anh chị. Đó. Còn đây là đất dư đó, thì ở đây là nếu mình muốn nhập sổ thì nhập có phần 2,3 mét phía sau luôn chị ha. Phía sau này là nó không có nằm trong sổ. Đây là cái sàn nước nhỏ nhỏ đây, cửa chén bát, và đây cũng có nhà tắm, nhà vệ sinh nữa nè. Đó, đơn giản à. Giá là 980 triệu chị ha. Giá này thì cô chú nó còn bớt nên mình cứ yên tâm ha. Nếu mình có quan tâm thì kết bạn Zalo em, gửi sổ thông tin định vị xem trước ha, cầm về để gặp trực tiếp chủ rồi mình chốt hay là công chứng trong ngày luôn nha. Nó còn rất là rộng thế này. Đây có một cái hồ nước để chứa dùng nước mưa đó chị. Đó trên đây nè. Hứng vô đây để mình sử dụng nhiều lúc mình không có cúp điện cúp nước anh chị ha, sử dụng cái bọt này anh chị nha. Ở đây là ranh giới cuối cùng của mình chị ha, có xây bức tường là 3 mét phía sau. Đó, đây là ranh giới cuối cùng rồi. Đến em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà cấp 4 nằm ở mặt tiền đường giữa, nằm ở huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang này, thì liên hệ với số thoại hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha, là 980 triệu thôi. Đó, nằm ở mặt tiền đường nhựa chị ha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký màn hình để tương tác với em. Em có động lực về những video mới tìm đất và nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào và hẹn gặp anh chị ở phần video tiếp theo.